khỉ cựu thế giới này chủ yếu sống ở Nam Á và Đông Nam Á. Chúng là loại động vật phát triển khá cao, có thể sử dụng các công cụ như đá hoặc cành cây để tìm kiếm thức ăn. Thức ăn chủ yếu là lá cỏ cây, côn trùng, rông, tảo và các loài động vật cỡ nhỏ. Bướm ngày là các loài côn trùng nhỏ, khỉ đều sống theo bầy đàn. Ban ngày thuộc đầu bộ đàn cánh thường là con Lepidoptera, có nhiều loại có trách nhiệm bảo vệ, hướng dẫn cả đoàn tìm kiếm thức ăn và lẫn trốn. Thường chúng sống gần các bụi cây nhiều hoa để hút phấn hoa. Thường có 3 đến 4 bạn tình, điều này dễ làm con đầu đàn nổi giận và gây ra những cuộc chiến tranh hay bạn tính. Mặc dù bướm có thể chỉ đến theo chế độ mẫu hệ, con mẹ có vai trò quyết định đối với con cái và là chủ gia đình. Họ khỉ cựu thế giới này bướm chủ yếu sống ở vùng Nam Á và Đông Nam Á. Côn trùng ẩn dấu loại động vật phát triển trong vòng đời, có thể sử dụng các công cụ như sinh trưởng và phát triển của loài bướm là một vòng tuần hoàn khép kín. Chủ yếu là lá cỏ cây, côn trùng, tạo kén, tảo và các loài động vật cỡ nhỏ. Ở giai đoạn trưởng thành có thể sống từ một tuần đến gần 7 năm. Đầu đàn thường là con được đẻ trứng và lại lão luyện có trách nhiệm bảo vệ, hướng dẫn cả đoàn tìm kiếm bướm ăn và lẫn trốn. Ngay sau khi nấm trả khi có lá cây để sống, con cái thường có 3 đến 4 bạn tình, điều này dễ làm con đầu đàn nổi giận và gây ra những cuộc chiến tranh giản vậy ai cũng. Bướm ăn gì để loài khỉ theo chế độ mẫu hệ, con mẹ có vai trò quyết định đối với con cái và là chủ gia đình. Đôi nét về loài bọ ngựa con ngựa trời. Bọ ngựa còn có tên gọi dân gian là con ngựa trời. Bọ ngựa chủ yếu sống ở châu Á và châu Úc. Chúng có thể dễ dàng tìm thấy ở những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Với đặc tính không sống ở những vùng lạnh giá nên sẽ không có bọ ngựa xuất hiện ở châu Âu và Bắc Mỹ. Bọ ngựa còn có tên gọi dân gian là con ngựa trời. Bọ ngựa có kích thước dài khoảng 10cm đến 60cm, nặng khoảng 1g đến 20g. Đây là loài côn trùng khá đặc biệt với tập tính ưa sống ở những nơi có nhiều cây cối. Chúng có thể ngụy trang bằng cách đổi màu theo môi trường sống. Bọ ngựa có đôi cánh ngoài mỏng và trong suốt, thân dài và có hai càng cưa giống lưỡi kiếm để tự vệ hoặc săn bắt con mồi. Thức ăn yêu thích thường là những loài côn trùng gây hại có kích thước nhỏ như sâu, kiến, dẹp. Đặc điểm hình thái loài sâu đo ăn lá 1.1. Đặc điểm nhận biết sao, sâu trưởng thành, con đực dài từ 4,3 đến 4,9cm, sải cánh rộng từ 40 đến 50mm, râu đầu hình răng lược kép, cánh màu trắng hơi xám có chấm nhỏ màu đen, cánh trước và cánh sau viền mép cánh màu nâu vàng. Mặt trên cánh mồi bên có một dải mảnh màu xám đen, mặt sau cánh trước có một điểm tròn màu đen to, hình 1A. Sâu trưởng thành cái dài từ 5,8 đến 6,3cm, sải cánh rộng từ 60...
Đây là một em xiên tóc. 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 Hoặc hùm và các tên gọi khác như ông 30 cánh phái là một loài động vật có vú thuộc họ mèo, được xếp vào một trong năm loài mèo lớn thuộc chi Panthera. Bốn hổ là một loài thú ăn thịt, chúng dễ nhận biết nhất bởi các sọc vằn dọc sẫm màu trên bộ lông màu đỏ cam với phần bụng trắng. Hổ là loài thú lớn nhất trong họ nhà mèo và là động vật lớn thứ ba trong các loài thú ăn thịt sau gấu Bắc Cực và báo mèo. Hổ là một trong những loài động vật có biểu tượng lôi cuốn và dễ nhận biết nhất trên thế giới với những sọc vằn vện không lẫn vào đâu được. Chúng nổi bật trong thần thoại và văn hóa dân gian cổ đại, tiếp tục được miêu tả trong các bộ phim và văn học hiện đại, xuất hiện trên nhiều lá cờ, phù hiệu áo giáp và làm linh vật cho các đội tuyển thể thao. Đặc biệt trong văn hóa phương Đông, hổ được mệnh danh là chúa Sơn Lâm. Do đó, chúng là biểu tượng quốc gia của nhiều nước như Ấn Độ, Bangladesh, Malaysia và Hàn Quốc. Hoặc hùm và các tên gọi khác như ông 30 cánh phái là một loài động vật có vú thuộc họ mèo, được xếp vào một trong năm loài mèo lớn thuộc chi Panthera. Bốn hổ là một loài thú ăn thịt, chúng dễ nhận biết nhất bởi các sọc vằn dọc sẫm màu trên bộ lông màu đỏ cam với phần bụng trắng. Hổ là loài thú lớn nhất trong họ nhà mèo và là động vật lớn thứ ba trong các loài thú ăn thịt sau gấu Bắc Cực và gấu nâu.
Hổ là một trong những loài động vật có biểu tượng lôi cuốn và dễ nhận biết nhất trên thế giới, với những sọc vằn vện không lẫn vào đâu được. Chúng nổi bật trong thần thoại và văn hóa dân gian cổ đại, liên tục được miêu tả trong các bộ phim và văn học hiện đại, xuất hiện trên nhiều lá cờ, phù hiệu, áo giáp và làm linh vật cho. Thank you.
chân của nó.